Chiều ngày hôm qua ngày 9 tháng 3, tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt, ban tổ chức Hội khỏe phù đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 16 năm 2024 đã tổ chức lễ bế mạc trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao. Báo cáo đánh giá kết quả Hội khỏe phù đổng lần này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Đăng Khoa cho biết, dù số vận động viên tham dự đông, nội dung thi đấu nhiều, song nhờ làm công tác tổ chức, chuẩn bị về cơ sở vật chất, công tác chuyên môn, Hội khỏe phù đổng thành công tốt đẹp và an toàn. Chất lượng thi đấu các môn khá cao, không khí tranh tài diễn ra sôi nổi, vận động viên thi đấu hết mình trên tinh thần trung thực, vô tư và trong sáng. Kết thúc hội khỏe ở cấp phòng giáo dục và đào tạo, giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị thành phố Buôn Ma Thuột đạt 2.678 điểm, huyện EK đạt 1.858 điểm xếp thứ nhì và huyện Chư Mờ Nga đạt 1.516 điểm xếp thứ ba. Ở khối trường học, giải nhất toàn đoàn thuộc về trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt 970 điểm, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Đông Du có cùng điểm số, song thua về các chỉ số phụ nên xếp thứ nhì, và trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú Nơ Trăng Long đạt 779 điểm, đoạt giải ba.